Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì trước mặt các bạn đây là con LOA chứ không phải LOL nhé, Legend of Cezi. Con này được sáng tạo này, đây. Con này thì mình vừa mới tham gia cái startup này, đã kết thúc này. Đấy, startup thì mình vừa mới nhận được đây, ví tiền, đây, khoản. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Đây, nó đây. Mình nhận vừa nhận được này. Đấy. Startup được 0,99 tương đương 0,55 đô. Đấy, mình ấn vào giao dịch. Này, các bạn nhìn này, nó tăng cộng 717% lên 718 này. Này, chúng ta giao dịch đây. Giá còn gọi đây. Ok, hôm nay mình sẽ review con này cho các bạn. Ok, thì đây là một đồng coin game Metaverse. Ok, đây là nếu như các bạn mà chơi LOL rồi đúng không? Liên minh huyền thoại hay các kiểu thì con này nó sẽ chế độ hệt như vậy. Mình sẽ cho các bạn qua phần giới thiệu này. Đây là cái game mà đây, đây các bạn nhìn thấy map đấu trường hai bên nó xanh đỏ như mọi khi đúng không? Chúng ta rãnh nước ở đây nó để trong một rãnh nước ở dưới. Chúng ta cũng vẫn có hai bìa rừng hai bên, hai khu rồng và baron như các kiểu. Nhưng sao tự dưng ở đây nó có hai điểm hồi sinh ở góc này nhỉ? Có vẻ là hơn khác hơn một tí so với những đợt khác nhỉ. Hai điểm này cong á, à, hai điểm cong này khéo lại không nó lại hơi mô phỏng hơn giống Dota. Dota như cho dùng cái đoạn này hay sao. Ok, chúng ta sẽ backer inverter này. Không có gì nổi bật với những dàn backer inverter này. Okay. Cái quá trình phát triển của cái game này thì đây quý 2 2021, quý 3 2021 rồi quý 4 2021 là hiện tại thời điểm này. Đây là launcher này, October này, LFTC token Heaven dưới các kiểu thì cũng đã nhận rồi. Quý 1 thì lại ra là FT Market bắt đầu beta rồi. Đấy, Market bắt đầu bán cái LFT meta, chủ yếu vẫn là bán kêu gọi đầu tư đầu tiên anh em ạ. Tận quý 2 2022 là farming thì bắt đầu có cho chín farming LFT staking rồi function. Ôi trời ơi, cái mà mong chờ nó chỉ game kiếm tiền thì mãi vẫn chưa ra. Quý 3 2022 beta game, bây giờ quý 3 bắt đầu ra beta game, quý 3 chắc phải tháng 9 mất, tháng 9 năm 2022. Có nghĩa là bạn phải chờ chắc 9 tháng nữa. Ôi trời ơi, chúng ta sẽ có iOS app như các kiểu, chắc là chúng ta phải chờ khoảng 9 tháng nữa. Lâu vãi chưởng mới có game. Mà cái mình mong chờ đó chính là game để mà chơi chứ còn gì nữa. Còn đây là từ cái quá trình đấy là cái gần như là vòng để cho chúng nó bán gọi vốn, hoặc hay còn gọi người ta gọi có giai đoạn là nếu như không thành công thì gọi là lùa gà đấy anh em ạ. Ở đây chúng ta sẽ ở quý 4 2022 cuối 2022 chúng ta sẽ có public mobile game, chúng ta bắt link này, livestream trên Facebook, Twitter, YouTube và các kiểu. Nói chung là phải đến hết năm sau nhá thì mới game nó mới hoàn thiện. Đấy, game thì rất hay, thật sự luôn, mình thích cái thể loại game này. Về cơ bản là mình thích thể loại game này. Vì thi thoảng thời gian rảnh thì mình sẽ thường chơi cái thể loại game này. Đây các bạn này, đi rừng này. Đấy. Bây giờ mới ấy thôi. Đây là Mega tướng đưa ra, đây cách thức chơi đây, nhìn này. Đấy nhìn hơi giống Dota nhỉ? Nhìn về cơ bản mình thấy khá là giống Dota. Chứ không còn giống, nó không có nhiều hiệu ứng như Liên Minh Huyền Thoại như các kiểu. Còn cách chơi mình thấy giống Dota, ít hiệu ứng. Rồi cách thức là hai bên đã biết, rồi bây giờ vật, ok. Đấy, qua game thôi, đến Marketplace, Marketplace. Là FG, theo Hero, xem những cái nền tảng Hero như nào. Chưa có Hero, Coming Soon, vẫn chưa có. Nó chắc là chưa phát triển. Nói chung là à đây có vài tướng, à vài tướng quen thuộc của chúng ta thôi. Bộ tướng đi rừng này, cái okay, con này bắn ấy này, tướng thì giống ấy quá nhở. Liu Mandy này, cáo đỏ chín nuôi này, đây, chắc ICE này. Tướng này giống ấy quá, chắc đây là Lee nhở, Master Yuki. Một tên khác mà thôi, Lee. Đại khái là một tựa game giống Liên Minh Huyền Thoại đấy. Ở đây giá cả của chúng ta xem ô này. Ra đời vào ngày 12 tháng 12 2021 này. Đây thì sau đó thì vừa mới ấy 27 đây. Lúc đấy còn 0,9 0,9 bây giờ xuống 0,5. Khi vừa vào sàn xong phát
thì khi vừa vào sàn ấy, tại sao tăng 700% chứ các bạn xem, bởi vì lúc cái giá mình lúc mình mua à không không phải mua đấy là thưởng startup thì nó so với giá lúc đấy là tăng rồi, bởi vì lúc startup nó bán giá rẻ hơn đấy, hiểu lúc nào là vậy đây. Hiện tại nó chờ trên gate mà nó vẫn chưa kịp cập nhật các bạn ạ, vừa mới có luôn đâu là chưa kịp cập nhật. Thì giá từng thời điểm ra cũng 1 mấy đô mà bây giờ nó là giá 0,5 đô, à 0,58 đô. Nếu như về cá nhân mình thấy ấy, thì quan trọng nhất câu là chúng ta mua vào hay không, tại vì cái game nó hơi fake các bạn ạ, thật sự là game hơi fake. Nếu như mà game nhìn thì thực sự là nó bị hơi fake, vì mình nhìn cái phiên bản liên minh điện thoại rồi đúng không, thì chúng ta sẽ nhìn cái phiên bản game này nó bị hơi fake. Thêm nữa là cái quá trình ra game lâu vãi chưởng luôn, cực kỳ lâu, đúng ra là trong cả một quá trình đấy gần như ở đây là vòng gọi vốn, thì cũng biết là tương lai nó sẽ như nào, game thì chưa có, chả biết là có thành công hay không đấy. Thì giai đoạn này vòng gọi vốn ok ok thì hai return hai risk đúng không, thì bây giờ là giá thì nó sẽ như thế này, rẻ như thế này. Nhỡ khi mà mọi thứ nó ok rồi thì nhỡ nó lên 1 đô sao đúng không, 1 đô như hơn 1 đô thì coi như là gấp đôi. Về cá nhân mình đánh giá thì để lên hơn 1 đô thì cũng khá là lâu, cực kỳ lâu, chắc là phải sang năm nữa mới lâu. Còn nếu như các bạn thích thể loại game này, yêu thích thể loại game này thì các bạn có thể mua một ít, ít thôi, không cần nhiều. Để nếu như 1 đô thì cũng x2, hoặc là sau này có thể mua tướng hoặc là mua skin gì đấy. Vì ở trên này nó có cho này, khi mà lấy FT kit thì các bạn cũng có thể mua tướng, mua skill rồi như các kiểu ở hôm nay. Chế độ kiếm tiền ở trên con này ấy, thì được giới thiệu đây, mình sẽ cho này nhá. Cái chế độ kiếm tiền này là FT skill này đúng không? Chúng ta sẽ có skill là FT giống như kiểu là trang phục nhất các thứ, mình nghĩ thế. Market Space này, trên hero này, hero skill này, có thể là trao đổi cái hero skin. Hay là có tướng có hero không? Mình nghĩ là tướng nó sẽ mặc định là skill nó rồi, skin ở đây mình nghĩ là cái khác cơ. Cái mặc đồ của nó LFT Sketch, Noah Token hay là Howing hay là TC. Chúng ta có thể hậu giữ cái đồng này và Sketch nó ra. Cái quan trọng nữa đó chính là cái việc mà các bạn chơi for free earn Luna with win. Với em mua game chắc là một quá trình leo danh. Mình nghĩ là nó sẽ thiên về khoản leo rank. Thì các bạn có thể đứng vào top rank thì cuối mùa nó thưởng LOA cái đồng LOA này. Thì cái đấy là mình nghĩ là ok hơn là việc các bạn đánh kiểu gì. Thì đấy là cách thức kiếm tiền ở trên loại này. Anh em có thể follow nó, hiện tại nó lại có bán lên sàn gate. Thì sàn gate thì cũng không phải là sàn quá khinh khủng như Bilen, nhưng mà dù sao thì cũng được. Nó cũng là một sàn những con vớ vẩn này thì nó hay lên. Thế đâu ra là kèo này gần như là kèo cũng hơi test nhân phẩm một chút. Mặc dù cũng không phải là quá test đâu, nhưng mà dù sao cũng là một kèo test nhân phẩm. Vì khoảng thời gian chúng ta phải chờ một năm. Cảm nghĩ các bạn sao? Để comment phần mô tả bên dưới nhé. Mình cũng test nhân phẩm 10-20 đô. Thế thôi. Thực ra con này test nhân phẩm 10-20 đô cũng được. Chả đáng gì. Các bạn có thể thử test nhân phẩm 10-20 đô ở trên con này. Bởi vì cái game hay, một hứa hẹn game hay. Nên ra mình có thể test nhân phẩm 10-20 đô. Giá thành thì thấy cũng là giảm theo với thị trường rồi, bởi vì lúc ra là thời điểm 12-12 khá là cao. Thực ra là cũng có thể con này nhá, thật sự là khả năng về 0,2 của nó là 0,2 của nó là khả năng có thể xảy ra ấy nhá. Các bạn lưu ý không, nhưng nó rồi nó cũng sẽ về 0,5 thôi. Và sau này game như nào thì cũng chưa đoán được, chờ một năm lâu lắm. Ok, cảm ơn tất cả bạn.